Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ lại trên tay review một cái tai nghe Bluetooth ở dạng overhead đến từ thương hiệu Plexton với tên mã là G5. Thì đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Plexton đã gửi hàng để cho mình review. Và nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm tai nghe dạng chụp tai này thì mình sẽ để đường link mua hàng ở phía dưới phần mô tả nha các bạn. Thì ở phía trước các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có một số các cái tính năng ưu việt của sản phẩm, ví dụ như là nó sẽ có foreign design, tức là cái thiết kế có thể gấp gọn lại được, cũng như là chúng ta sẽ có detachable microphone, tức là các bạn có thể gắn được thêm cái microphone vào đây để chúng ta có thể tương tác tốt hơn khi chơi game, hoặc là chúng ta có thể học tập hay là làm việc online dễ dàng hơn với cái microphone gắn ngoài như vậy. Đây chúng ta sẽ có cái chuẩn low latency, tức là chuẩn chế âm chỉ là 45 mili giây thôi, tức là chuẩn chế âm rất là thấp nha các bạn, hoàn toàn có thể sử dụng để chơi game, những cái tựa game online một cách rất là thoải mái, cũng như là chúng ta sẽ có trọng lượng rất là nhẹ, chỉ có 245g mà thôi, và nó sẽ tương thích tốt với cả máy tính để bàn này, notebook, mobile, Xbox, Mac, PS5, Switch và kính thực tế ảo VR. Tất nhiên thì nói vậy thôi, nhưng mà nếu các bạn sử dụng cái Bluetooth này thì các bạn thì mình có thể sử dụng mic được. Còn nếu mà không sử dụng Bluetooth thì chúng ta sẽ không thể dùng mic được. Cắm dây các bạn, một lát nữa mình sẽ cho các bạn xem tại lý do tại sao. Bên này thì chúng ta sẽ có một số các cái thông tin khác, ví dụ như là có sạc nhanh 2.0, 20% trong 30 phút, thời gian nghe nhạc là 36 tiếng, thời gian chơi game là 16 tiếng. Cũng như là chúng ta sẽ có 8 khớp để chỉnh cái độ rộng của tai nghe. Rồi trong hộp thì các bạn sẽ có thêm những cái phụ kiện bao gồm là dây sạc si dài 800mm và một cái dây chuyển đổi 3.5x3.5 dài 1m2. Thì các bạn có thể thấy nha, dây chuyển đổi này khi mà các bạn ví dụ không dùng Bluetooth mà cắm dây trực tiếp thì nó sẽ không nhận mic. Đó, nên là đối với những cái thiết bị nào mà các bạn muốn sử dụng cái mic này thì nó phải có Bluetooth nha. Những cái máy bàn thì nếu mà các bạn có cặp Bluetooth, Wi-Fi thì vô tư rồi. Và một số các cái thông tin khác của cái sản phẩm cũng như mình đọc ở phía trước thôi, bao gồm là một cái tai nghe và một cái mic. Tai nghe này nó sẽ có hai màu cho các bạn lựa chọn nha, là màu gray, màu xám, màu black, màu đen nha. Thì mình ở đây sẽ có một cái tai nghe màu đen. Đây là phụ kiện của tai nghe của chúng ta. Từ trước đến nay thì mình rất là thích những cái dòng tai nghe của Plexton nha các bạn, bởi vì mức giá của nó rất là rẻ, cũng như là chất lượng hoàn thiện của nó thì rất là cao. Đóng gói thì các bạn có thể thấy nha, vô cùng chắc chắn. Ở đây thì mình cũng có thêm một cái tai nghe khác của Plexton nha các bạn, cái G800 cũng rất là to. Tai nghe này thì để học online hoặc là để chơi game trên PC á, rất là ok nha các bạn. Rồi quay trở lại nhân vật chính của chúng ta thì mình sẽ có một cái tai nghe Bluetooth ở đây. Như mình nói ban đầu nhá, độ chế âm rất là thấp, 45mili giây các bạn. Thì với những cái tựa game đòi hỏi sự tương tác cao, ví dụ như Liên Quân, PUBG, thì mình nghĩ rằng cái tai nghe này nó sẽ đáp ứng được rất là tốt. Thiết kế của nó thì rất là gaming và hầm hố. Các bạn có thể thấy ở đây là nó sẽ có một cái biểu tượng hình một con bọ gì đó. Nó không có đèn RGB nha các bạn, nhưng mà nhìn cái tai nghe thì thiết kế rất là đẹp này, bằng nhựa ABS, mút rất là mềm, có biểu tượng chữ R ở bên phải nha, và khắc meta là cái này các bạn có thể chỉnh được 8 nấc. Đối với người đầu to như mình thì chắc chắn mình sẽ phải kéo dài ra rồi. Đó, ở bên phía tai nghe có chữ left, tức là tai nghe bên trái, chúng ta sẽ có một cụm phím điều khiển bao gồm là phím tăng âm lượng, phím nguồn, phím giảm âm lượng, một cổng sạc, cũng như là hai cái jack 3.5mm ở đây tương ứng với một cái jack là để chúng ta sử dụng dây 3.5x3.5mm cắm vào trực tiếp khi mà cái tai nghe hết pin. Tức là khi cái tai nghe này hết pin, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái đầu này cắm vào để nghe nhạc được, nhưng không dùng mic được nha các bạn. Và thêm một cái cổng 3.5mm nữa để chúng ta có thể cắm được cái mic này vào đây. Đó, một cái thiết kế rất là hay các bạn. Ở trên tai nghe thì có một lỗ nhỏ, cũng là lỗ mic, để trong trường hợp mà các bạn không sử dụng mic này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái mic ở trên cái tai nghe này. Chúng ta đàm thoại, chúng ta chat chít với bạn bè, chúng ta chơi game để tương tác,
nhưng mà mình nghĩ là nếu mà sử dụng cái mic thì ok hơn. Về dung lượng pin của cái tai nghe này thì mình đánh giá là nó có dung lượng, cái thời lượng pin sử dụng rất là lớn các bạn. Dung lượng pin của nó là 450 mAh các bạn. Và như mình nói nha, là cho cái thời gian nghe nhạc liên tục được khoảng từ 30 cho tới 36 tiếng tùy vào cái âm lượng mà chúng ta sử dụng. Chẳng hạn như các bạn sử dụng âm lượng lớn thì là nó sẽ nghe nhanh hơn, còn âm lượng nhỏ thì nó sẽ nghe lâu hơn nha các bạn. Mút rất là mềm. Đó. Rất là mềm luôn. Cái cơ chế của cái cụm này rất là hay các bạn, khi mà các bạn sử dụng, ví dụ khi các bạn mở Bluetooth lên nha. Đó, thì dưới này nó sẽ nháy đèn thông báo này. Các bạn thấy không? Nhưng mà nếu trường hợp các bạn đang sử dụng mà các bạn cắm cái jack 3.5 qua 3.5 này vào đây là nó tự động nó tắt luôn. Nó rất là hay. Theo mình nghĩ thì cái này tính năng này để đảm bảo cho chúng ta sử dụng một chế độ thôi. Này, khi mình cắm vào jack này nha thì nó sẽ tắt. Đó, tai nghe đã tắt nha các bạn. Không còn nháy đèn nữa nha. Cổng xi nha, rất xịn sò luôn. Đây, dây sạc từ chuẩn USB-A qua chuẩn C. Cũng như là chúng ta sẽ có thêm một cái microphone để đàm thoại này. Đây, microphone nha. Khi cắm vào thì các bạn có thể bẻ được nha. Bẻ cong như vậy này. Để có thể ôm sát cái miệng của người nói á, chúng ta sẽ tương tác tốt hơn. Mình sẽ kết nối thử Bluetooth cho các bạn xem. Cái màng loa, cái driver rất là lớn, 40mm các bạn. Và cái trở kháng của nó theo như mình thấy ở đây là 32 ohm. Do đó thì ngay kể cả khi mà mình không có nghe, các bạn có thể thấy cái âm thanh nó đã phát ra từ này rất là lớn nha. Đây, mình sẽ mở hết cỡ lên. Đó, các bạn có thể nghe thấy nha. Có một điểm cần lưu ý là khi các bạn gắn cái microphone vào tai nghe bên tay trái các bạn, thì các bạn lưu ý dùm mình nha, là ở tai nghe bên trái nó sẽ có một cái ngàm vuông như vậy đây. Đó, nên là mình sẽ cắm đúng cái khớp này vào nha. Đây này, cái này nó cũng có phần khớp này. Đó, mình sẽ cắm đúng vào thì nó mới chắc rồi nha các bạn. Ấn xuống. Đó, rất là chắc rồi. Với một cái thiết kế vô cùng đẹp mắt, chất lượng hoàn thiện tốt cũng như là độ chế âm thanh thấp, thì mình nghĩ rằng Plexton G5 là một cái sản phẩm rất là phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng một cái tai nghe Bluetooth. Ví dụ như khi các bạn chơi game, các bạn học tập, làm việc online tại nhà, một cái tai nghe Bluetooth với mức giá khá là rẻ. Về các thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm và mức giá bán thì mình sẽ để đường link ở phía dưới của phần mô tả. Nếu bạn nào có nhu cầu quan tâm thì có thể click vào đường link để mua hàng nhé. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video. Và một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Plexton đã tài trợ tai nghe cho mình để review. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của Nóng TV với những sản phẩm khác nữa nhé.